Rồi hai Linh xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Mặc dù là đi trời nắng nôi, đầu tóc bùn xùn, nhưng mà cái phong độ đẹp trai vẫn còn như xưa nha. Quá trời hài luôn. Rồi, nói chung là tấu hài chút xíu ra cho video hấp dẫn hơn chút xíu thôi. Này, kinh nghiệm đánh giá là Linh cũng khoảng 3 năm làm YouTube rồi chứ đâu phải thường. Rồi, hôm nay thì có cái gì? Hôm nay là có một cái nền đất muốn giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn. Cái nền đất rất là tiềm năng ha. Và đương nhiên rồi, nó đang nằm ở đâu? Đường Xuyên Á. Đó. Thì nói nhiều quá, cái này nhàm. Linh nghĩ thì những người mà nghiên cứu về đất đai họ sẽ thấy được cái tiềm năng. Quan trọng là mình thấy được tiềm năng mình hốt thôi, chứ giờ không có cần suy nghĩ. Còn nói chung theo Linh nghĩ ha, còn cô chú anh chị các bạn có kinh nghiệm nhiều hơn thì có thể là suy nghĩ khác. Nhưng mà theo Linh nghĩ đơn giản thôi, hiện tại bây giờ là cái dự án nó đã có rồi, tháng 11 nó khởi công. Thì khi mà nó khởi công thì cái giá sẽ đẩy lên cao. Cái đó là cái điều đương nhiên luôn á. Đương nhiên luôn, không có tránh đường nào chứ. Tránh đường nào chứ. Giống như sổ số vậy đó. Sổ số. Rồi, hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu cho cô chú chị về cái một cái nền rất tiềm năng mà nó rất là rộng nha. Rất là rộng. Cái nền này thì mình có thể mua để mở quán, sân vườn, quán nhậu, nói chung là nhà trọ, nói chung là đủ thứ, công ty, nói chung là cái nào cũng được hết. Còn nếu không mua để đây tới tháng 11, chừng nào khởi công cao tốc mình bán vậy thôi, đơn giản vậy thôi, không cần phải làm gì nhiều. Đúng không cô chú anh chị và các bạn? Rồi, bây giờ á, ngày xưa ngay bản thân Linh nè, chứ không phải cái này nói là nó thiệt luôn, chứ không phải là nói mà nổ nha. Linh không nổ. Ngày xưa là Linh hay nghĩ là có tiền thì mình sẽ gửi ngân hàng hoặc là mình sắm vàng. Có một thời điểm là Linh nghĩ rằng có tiền nên sắm vàng, đừng cứ gửi ngân hàng. Còn bây giờ Linh nói chốt một câu là có tiền đi mua đất, đừng có sắm vàng, đừng có gửi ngân hàng. Cô chú anh chị và các bạn biết tại sao không? Tại vì gửi ngân hàng mình có lời chút đỉnh nhưng mà nó không có nhiều. Nó cũng không có bằng cái giá cả thị trường nó trượt giá nữa. Còn mình mua vàng thì đương nhiên là mua vàng nó không có lỗ, nhưng mà mua vàng thì cũng không có lời nhiều. Đúng không? Đâu có lời nhiều đâu. Tiền để đó thôi chứ đâu là nhiều. Còn nếu như mình mua đất thì không lỗ. Nếu như mình thấy được cơ hội nữa. Linh nói chính xác thôi, chứ không phải là mua là không chắc chắn không lỗ nha. Mua với điều kiện là mình sẽ thấy được cái tiềm năng của nó thì mình không bao giờ lỗ, đúng không? Còn nếu như mình thấy mà cái khu vực đó, cái giá nó đẩy lên quá cao mà không thể nào tăng được nữa thì có khi mình sẽ bị lỗ. Còn nếu như mình thấy được cái tiềm năng của nó, cái khu vực nó tiềm năng 6 tháng, 1 năm gì đó, khả năng nó sẽ tăng, thì mình bỏ tiền vô là mình rồi. Linh cũng xem nhiều cái video á. Và đương nhiên là mình, nếu mình có đủ khoảng 60% vốn thì mình có thể mua được. Cái này theo kinh nghiệm trên mạng thôi, chứ Linh cũng không rành lắm. Thì cũng phải thôi, chứ mình đừng có lấy cái số tiền mình vay ngân hàng tất cả hết trơn là mình không thể nào lời được nha. Đúng không? Ví dụ như mình có khoảng 60% cái số vốn đi, rồi sau đó mình vay 40% thì Linh thấy nhiều cái nhà nghiên cứu họ nói như thế là cũng hợp lý đó, thì mình có thể mua được. Rồi, quá trời dòng, dài dòng. Rồi bây giờ Linh sẽ vô chủ đề chính của cái khu đất ngày hôm nay ha. Quay cộng tổng thể rồi sau đó báo kích thước giá cả cho cô chú anh chị và các bạn ha. Trước khi làm điều đó thì cô chú anh chị và các bạn cho Linh xin một like, bấm đăng ký, ủng hộ tinh thần ha, chia sẻ lên Zalo, Facebook để ủng hộ Linh có nhiều động lực để làm video ha. Để Linh xem cái việc làm về đất đai này một cái cách để là giúp đỡ cho những người mà cần thôi, chứ tiền bạc thì cũng chưa thấy đâu chứ. Rồi bắt đầu nha. Quá trời dài dòng, thằng nó nhiều chuyện hết sức. Rồi cái phần đất hôm nay thì có khuyến mãi cho cô chú anh chị và bạn là một cái kho luôn đó, cái kho màu trắng đó, cô chú anh chị và các bạn thấy cái kho màu trắng đó. Và bây giờ Linh báo cái ranh giới trước đi, trước khi mà báo giá cũng như là báo về cái kích thước của đất ha. Bây giờ Linh sẽ nói về cái ranh giới ha.
Rồi, ranh giới của nó thì từ cái mí mí gạo nè, những cái cột đá ở chỗ cái bông bông giấy đó, bông giấy của tôi đó. À, từ mí bông giấy đó ha. Nó kéo dài qua phía bên đây. À, kéo dài qua phía bên đây. À, kéo dài phía bên đây thì cô chú anh chị nhìn chỗ mấy cái bụi sậy cao cao đó thấy không? Đó. Chắc chắn là phải thấy rồi, thằng này mày nói sao không thấy được. Đó. Nó rất là dài ha. Đó, cho nên là cái ngang này là nó 60 m. Đó, miếng đất rất là lớn ha. Và tới chỗ bụi sậy cao cao đó là 60 m. Rồi, từ cái vị trí mà Linh đứng nè, dài vô trong đó. Đây đây đây, cô chú anh chị các bạn nhìn hình dung nè ha. Linh nói hình dung nè ha. Nó dài vô trong tới cái vuông đó, nó tới chỗ cái bẹ lá cao cao đó. Bẹ dừa nước cao cao đó là 200 m. 200 m ha. Nó có hai đầu, một đầu là 200 m, đầu kia là 169 m nha. Đó. Báo cụ thể cho cô chú anh chị và các bạn như thế, một cái miếng đất rất là lớn nha. Và giá 1 mét ngang của nó á, là cao nhất trong những cái nền mà Linh cập nhật á, lý do là cái nền này rất tiềm năng ha. 1 mét ngang của nó là 230 triệu. Đó. 1 mét ngang 230 triệu ha. Và trong cái nền này thì nó có 300 mét thổ cư. 300 mét thổ cư nó nằm ngay chân chỗ cái nhà kho nè. 300 mét thổ cư ha. Đó. Còn về cái mặt bằng, về cái mặt bằng của nó thì nó có phân nửa mặt bằng, có nghĩa là ở phía ngoài trước nè, chỗ Linh đứng nè, dài cho tới cái mí mà vuông đó thì nó đã có mặt bằng rồi ha, người ta đã sơn đất lên hết rồi. Còn từ cái mí vuông trắng trắng trong đó đó thì chưa ha. Đó, như vậy thì ở này là có sổ đỏ đầy đủ ha. Và đặc biệt là trên cái miếng đất này, nếu như mà cô chú anh chị mua mà cắt ra thì giá vẫn là 230 triệu nha. Cái miếng này nó tiềm năng cho nên là bây giờ có cắt ra thì cũng là 230 triệu nha. Rồi, giờ vừa rồi thì Linh đã cập nhật cụ thể cho cô chú anh chị và các bạn một cái miếng đất Linh nghĩ là rất là tiềm năng á. Cô chú anh chị nào quan tâm thì alo cho Linh theo cái số Zalo 0949993384. Một lần nữa xin nhắc lại là Linh nhận ký gửi đất đai tại Cà Mau ha, theo cái số Zalo là 0949993384. Rồi, ngắn gọn như thế thôi, nhanh gọn mau lẹ. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất này thì liên hệ ngay, Linh sẽ nhận lại đây xem đất có giấy tờ đầy đủ, gặp chủ đất. Rồi nếu ok thì mình mua thôi, đơn giản vậy thôi, không cần nói nhiều. Rồi đến đây thì Linh xin kết thúc video, hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong video sau nha. Nhớ bấm like, bấm ký ủng hộ tinh thần nha. Bye bye.